Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Bình Bóc anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục cầm số vốn là 220k để vào chơi cũng như kiếm tiền trên con quay thú Bình Bóc cho tất cả anh em cùng xem nhá. Bình thường thì mình sẽ cầm 100k vào lật poker trên dưới. Hôm nay mình sẽ đổi gió một xíu nhá. Mình sẽ thêm một chút nữa 220k. Đấy, mình sẽ vào chơi thẳng con quay thú cho anh em xem đẳng cấp của mình nó như thế nào luôn. Khỏi cần phải lật poker lên 1 triệu, 2 triệu gì cả. Mình sẽ cầm 220k vào chơi cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi, thì bây giờ ra chim én này mình sẽ bắt lại con... nếu mà nó ra chim én anh em, một là bắt lại chim én, hai là anh em bắt con khỉ hoặc con gấu trúc là chắc chắn nó sẽ ra nhá. Tầm 99% là nó sẽ ra. Đấy, nếu mà nó ra về chim én ấy anh em. Đó anh em. Đấy, ra lại gấu trúc nhá. Anh em biết vì sao? Vì nãy trước cái con chim én nó sẽ ra gấu trúc rồi. Đấy, anh em bắt gấu trúc là nó sẽ đi 1-1. Đấy, còn bắt con khỉ là nó sẽ gần con gấu trúc này này. Đấy, tỷ lệ về nó cực là cao luôn. Đấy, khi nào chim én anh em cứ bắt thử con khỉ với lại con gấu trúc xem sao nhá. Rồi, thì anh em nào mà chưa trải nghiệm con Bình Bóc, cái link mình đã để trong mô tả nhá. Anh em chỉ cần tải về, liên kết xong anh em gửi ID vào cái nhóm tele của mình. Anh em nhận code 20k nhá. Sau anh em inbox qua Zalo cho mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí người 1 đến 2 lần nhá. Ăn tiếp này, ăn tiếp con thỏ 300k nhá. Rồi thì anh em nào mà đang xem ấy, anh em nào mà không có vốn để trải nghiệm này, đấy mình sẽ hỗ trợ cho anh em, mình sẽ nạp cho anh em mỗi người một slot nạp để cho anh em có thể trải nghiệm trong cái con game này nhá. Đấy, mình chỉ hỗ trợ những anh em nào mà có cái tính nghiện ấy mà không có vốn để nạp ấy, mình sẽ hỗ trợ anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ chơi hai con x6 anh em nhá. Mình sẽ bắt hai con x6 này. Bắt duy nhất hai con x6 thôi. Đây rồi. Đây rồi, may quá anh em ơi. Một xíu nữa nó sẽ chạy qua luôn này. Đấy, còn anh em nào mà đang xa bờ xa đảo cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình nhá. Mình sẽ giúp anh em về bờ miễn phí nhá. Mất mình hoàn vốn bây giờ lên 2 triệu tư rồi. X10 vốn rồi, mình sẽ ra một lại phát nhá. Vẫn cầu cú anh em nhá, vẫn cầu cú hai thỏ nhá, hai thỏ vừa ra nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt ba con chim. Đấy, mình tự tin phát này nó biệt tiếp anh em ạ. Mình sẽ tự tin phát này nó biệt tiếp này. Chỉ cần ăn con 500k là đủ no anh em ạ. Đấy, ăn thế này là ăn rồi đấy anh em ạ. Thế này là ăn rồi đấy. 5-6-30, 3 triệu trừ 1 triệu vốn, còn 2 triệu anh em nhá. Rồi, ok chưa? Đấy, hôm nay có 220 rồi anh em ạ. Mình sẽ vào quay thú mình chơi luôn, khỏi vài cầm 100k vào poker trên dưới lật làm cái gì. Ok đúng không anh em? Chơi thế này nó mới đẳng cấp anh em ạ. Đấy, anh em tải game mình nhận code 20k này, nạp lần đầu 100k anh em sẽ nhận khuyến mãi 58k, anh em vào hòm thư để nhận này. Đấy, 58k này là game khuyến mãi anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bẻ sang thủ nhá anh em ơi. Địt mẹ, ra cá mập trắng này bố nào mà đỡ nổi anh em ạ. Đấy thôi, cuối cùng cũng mất một tay anh em ạ. Cuối cùng cũng mất một tay, không sao cả. Vẫn còn 2 triệu tư, mình có thể đi lên từ vốn nhỏ mà anh em. Sợ cái gì? Mình có thể đi lên từ vốn nhỏ mà. Anh em nào mà rảnh buổi tối tầm 8 giờ vào xem mình live stream trên kênh Đình Lâm Gaming nhá. Live còn mình bóc này. Thì mỗi hôm live thì mình sẽ dành ra 500k cho anh em chơi event cho vui nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tấp tay thủ anh em nhá. Phát này không về thủ cho anh em cắt chim mình luôn. Phát này không về thủ cho anh em cắt chim mình luôn. Không nói nhiều anh em ạ. Thôi, toàn, mẹ toàn phát nhờ. Mình chưa được ăn phát toàn lần nào anh em ạ. Đấy, bài thì ăn rất là nhiều rồi, chưa ăn được phát toàn nào thì mẹ bịp vãi nổi anh em ạ. Chơi bấy lâu nay chưa bao giờ được ăn phát toàn. Rồi, bây giờ mình sẽ ra vào lại tiếp 6 triệu 6 rồi. Đấy, vẫn bàn cũ anh em ạ. Nó không chịu đổi bàn cho vẫn bàn cũ này. Vẫn bàn con gấu trúc này, vừa ra cá mực trắng này gấu trúc này. Bây giờ mình chơi mỗi con 2 triệu đi tấp tay luôn đi. Để làm cái gì? Đấy, vì phát này nó về thú rồi. Nó về, mình tự tin nó về con thỏ ấy anh em. Ui, về gấu trúc tiếp anh em ơi, 2 triệu 2 này. Mai mình vẫn bệt tiếp anh em ạ. À. Đỏ chưa? 16 triệu không? Mười mấy triệu? 17 triệu anh em nhá. Làm một phát lên 17 triệu luôn. Ok, phát này là lãi tầm chục triệu ấy anh em ạ. À. Hơn chục triệu ấy. Đấy thì mỗi ngày mình sẽ dành ra 1 giờ buổi sáng tầm 9 đến 10 giờ. Mình sẽ đưa tầm 5 đến 7 người về bờ nhá. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ qua cho mình, hoặc là anh em tải game mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí 1 đến 2 lần nhá. Mất hoàn vốn cho tất cả anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt thú xem sao anh em. Đấy, biết đâu lại ăn anh em. Đấy, nãy tay trước là mình đoán ra con thỏ ấy này anh em này.
Nhưng mà tay này nó mới ra anh em ạ. Vẫn ăn tiếp anh em nhá. Vẫn ăn tiếp 2.2 triệu thỏ X6 nhá. Rồi bây giờ lên 23 triệu này. Anh em thấy đẳng cấp của mình như nào anh em? Đấy, thấy đẳng cấp thì cho mình xin một tràng pháo tay nhá. Đấy, tuy là mình không nghe nhưng mà mình có thể cảm nhận được anh em ạ. Đấy, anh em cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh với anh em. Quá tuyệt vời luôn, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt thú nhá anh em ơi. Đấy, cầu này vẫn dễ biệt thú lắm anh em ạ. Ôi, chim ơi. Mẹ, đại bàng X12 thì mình không khi nào bắt rồi. Rồi, không sao anh em ạ. Đấy, cứ tầm chục tay, mất 1-2 tay thế này là quá ổn rồi. Bây giờ còn 18 triệu thì bây giờ mình sẽ làm một phát thú anh em nhá. Mình sẽ vẫn biệt thú tiếp anh em nhá. Mình sẽ vẫn tiếp tục theo thú nhá. Vẫn tiếp tục theo thú. Anh em nào mà chưa trải nghiệm mình cứ tải đi rồi nhận code free 20k. Rồi inbox qua Zalo cho mình. Mình sẽ cho anh em slot nạp nhá. Với lại anh em mình sẽ đưa anh em về bờ luôn. Địt mẻ lại cá mập trắng. Cái đầu bùi 6 tay vì 2 tay cá mập trắng cay thế nhở. Mẹ nó mất oan thế còn 8 triệu thì mẹ nó cay thế nhờ. Làm một phát luôn anh em ạ, làm một phát mà nghỉ. Làm một phát nghỉ nhá, mỗi con 4 triệu này. Ăn phát này nó mình nghỉ luôn anh em nhá. Ăn phát này 4, nếu mà về là 4832 là 30 mấy triệu anh em này. Ăn một phát này là 30 mấy triệu anh em này. Còn không ăn nữa thì xin là xin vĩnh biệt cụ. Đây rồi. 34 triệu anh em ơi, không nói nhiều, vốn 220k lên 34 triệu. Ok, còn bây giờ thì bye bye, xin gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.